Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão là hoạt động mang tính chất rất quan trọng và được đặt lên hàng đầu. Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC hiện có nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cung cấp điện trên địa bàn 27 tỉnh thành phía Bắc với địa hình kinh doanh phức tạp, bao gồm cả miền núi, đồng bằng, trung du và hải đảo, thường xuyên phải đối mặt với các hiện tượng cực đoan của thời tiết với nhiều hình thái thiên tai. Vì vậy, ngoài việc hàng năm phải thường xuyên đầu tư xây dựng về sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, gia cố lưới điện, chuẩn bị vật tư thiết bị dự phòng trước mùa mưa bão, thì một số việc hết sức quan trọng đó là định kỳ phải tổ chức diễn tập và huy động tổng lực tất cả các cán bộ từ quản lý kỹ thuật, an toàn đến quản lý vận hành để chủ động và kịp thời ứng phó khi có thiên tai xảy ra. Đây là một buổi diễn tập tại Hải Phòng. Tình huống giả định được đặt ra là theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, cơn bão N đi vào Biển Đông sẽ đổ bộ vào Hải Phòng có sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, vị trí gần tâm bão từ 90 đến 120 km/h. Mưa bão kèm theo gió giật mạnh khi đổ bộ vào đất liền làm hư hỏng trạm 110 kV, lật chìm tàu, thuyền cano, xảy ra tai nạn làm một công nhân gãy tay, một công nhân gãy chân, tiến hành sơ cứu, sử dụng thuyền tiếp cận vị trí để đưa nạn nhân vào đất liền cấp cứu. Ngành điện là cái yếu tố nguy hiểm nhiều, cho nên là an toàn nó ngấm vào máu những người thợ điện như chúng tôi, và chúng tôi luôn luôn là đến nơi là quan sát kỹ để tiếp nhận, đón nhận những cái mối nguy hiểm rình rập và có cái biện pháp đề phòng. Và trong thực tế là chúng tôi cũng là chấp hành nghiêm chỉnh các cái quy định pháp luật của nhà nước, rồi quy trình, quy định của Tổng Công ty Điện lực, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về an toàn vệ sinh. Trên cái phương châm là nhanh nhất có thể thì chúng tôi thực hiện cái việc đầu tiên là chúng tôi phải đảm bảo về an toàn về con người, thứ hai về trang thiết bị cũng như là mọi cái khu vực xung quanh chúng tôi làm việc. Thì cái tình huống giả định cũng như là tình huống thực tế đều diễn ra như nhau, nó chỉ có khác cái là thực tế và giả định thôi. Đây là buổi diễn tập thứ hai sau buổi diễn tập vào cuối tháng 3 năm 2019 được EVN-NPC tổ chức tại Điện Biên thuộc khu vực Tây Bắc Bộ, với các nội dung phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, quản lý trình tự công việc đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, xử lý sự cố lưới điện và hệ thống viễn thông cấp tổng công ty năm 2019 khu vực đồng bằng ven biển. Buổi diễn tập này có sự tham gia của các công ty điện lực trực thuộc Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Dịch vụ Điện lực miền Bắc, Thí nghiệm điện miền Bắc và Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc. Tình huống diễn tập ngày hôm nay đưa ra nó tương đối đa dạng sát với thực tiễn, bởi lẽ là các cái vùng biển vào thì gió và bão thường rất là mạnh, gây nên cái thiệt hại lớn tài sản và phải huy động cái lực lượng. Cho nên cái mục đích của chúng tôi hôm nay là để cho anh em tập dượt, rèn luyện cái kỹ năng của mình, thường xuyên được học tập, đào tạo rồi. Thì hôm nay có cái thực thể hiện lại cái thực tế để cho ban chỉ huy nhận định đánh giá. Cái thứ hai nữa là cũng ứng dụng cái phần mềm mới là cái phần mềm quản lý an toàn ECP để kiểm tra kiểm soát an toàn trên hiện trường. Đấy. Và cái cuối cùng là đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình khắc phục thiên tai. Buổi diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn đối với khu vực đồng bằng ven biển năm 2019 của EVN-NPC diễn ra với một tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, thực hiện đúng, đủ theo quy trình, trình tự quản lý kỹ thuật vận hành, quy trình an toàn lao động và trong quá trình đó phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương, đảm bảo an toàn nơi công cộng và an toàn giao thông đường bộ, đường sông khi tham gia diễn tập, đảm bảo tiến độ khẩn trương trong công tác xử lý khi tham gia diễn tập. Hoạt động mà diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và xử lý sự cố ấy, là cái hoạt động mà chúng tôi yêu cầu là phải tổ chức, là có chương trình phải tổ chức là định kỳ hàng năm và thường xuyên và liên tục. Thì năm nay chúng tôi có chủ trương là chia ra các khu vực. Ngày hôm nay thì có những, tất cả những cái tình huống, tất cả là tổng cộng là 5 tình huống là tổng công ty đã đặt ra. Nội dung mà chúng tôi yêu cầu hoàn thành theo đúng cái quy trình, quy định về công tác an toàn của tập đoàn và tổng công ty. Với một khối lượng tài sản lớn gồm 350 trạm biến áp 110 kV, hơn 8.500 km đường dây 110 kV, hàng trăm nghìn đường dây trung và hạ thế, hơn 47.000 trạm biến áp phân phối tại khu vực miền Bắc, đặt ra cho EVN-NPC một trọng trách to lớn. Những buổi diễn tập với các tình huống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn có thể xảy ra trong mùa mưa bão là hết sức cần thiết, đem đến sự chủ động khi ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng của nhân dân.